rút chân ra khỏi rồi mà Thái vẫn còn rất còn ôm cỡ nền chân vẫn ở trong người. Trận đấu tiếp tục. Nhiệt tình, rất cống hiến. Bà con xem những câu vật này rất là sung sướng. Trận đấu tiếp tục. Trong câu vật này đô nào được cũng rất xứng đáng và thua cũng rất là đáng xem. Hai đô này đang là đốt năng khiếu, một đô là năng khiếu của Tư Sơn Bắc Ninh và một đô là của Thể dục Thể thao Từ Sơn. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố ở keo vật tàu nèo 3 vừa qua, cô Nguyễn Đình Phương Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh đã toàn thắng. Vâng.